Chào mừng quý vị, các đồng chí và các bạn đã đến với chương trình truyền hình an ninh Hải Phòng tuần này của chúng tôi. Trong chương trình ngày hôm nay, mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi phóng sự Phụ nữ công an Hải Phòng với phong trào thi đua Phụ nữ công an nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc. Kính thưa các đồng chí và các bạn, với gần 1.300 hội viên hiện đang sinh hoạt tại 54 cơ sở hội và chi hội phụ nữ trực thuộc, trong thời gian qua, Phụ nữ Công an Hải Phòng đã tích cực hưởng ứng và thực hiện hiệu quả phong trào thi đua Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc. Qua đó có nhiều đóng góp tích cực trong các mặt công tác và chiến đấu, góp phần xây dựng lực lượng Công an Hải Phòng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Xác định phong trào thi đua Phụ nữ Công an Nhân dân học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc là phong trào chủ đạo xuyên suốt trong các hoạt động của hội. Do đó, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, hội viên trong toàn lực lượng. Hàng năm, Hội Phụ nữ Công an thành phố đều phát động các cấp hội cơ sở tham gia đăng ký phấn đấu thực hiện phong trào bằng những phần việc cụ thể gắn với việc thực hiện phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc. Công an nhân dân học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy. Cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ. Kết quả đã có nhiều công trình, phần việc do cán bộ hội viên phụ nữ công an Hải Phòng đảm nhận được triển khai linh hoạt, sáng tạo, phát huy hiệu quả cao, phù hợp với tính chất, đặc điểm nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị. Xuất phát từ tình hình thực tiễn công tác chiến đấu của lực lượng công an nhân dân, cán bộ hội viên phụ nữ công an Hải Phòng được bố trí công tác ở nhiều đơn vị với các lĩnh vực công tác khác nhau. Trong đó có nhiều chị em được phân công ở những đơn vị trực tiếp đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự, luôn phải đối mặt với muôn vàn khó khăn thử thách. Mặc dù vậy, ở mỗi cương vị, vị trí công tác nào, cán bộ hội viên phụ nữ công an Hải Phòng cũng luôn cố gắng, không quản ngại, gian khổ hy sinh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cùng với công tác chuyên môn, thời gian qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố tiếp tục duy trì và phát huy có hiệu quả 10 phòng tiếp dân kiểu mẫu, 27 bếp ăn tập thể và 52 phần việc do Hội Phụ nữ đảm nhận. Trong đó, mô hình phòng tiếp dân kiểu mẫu được thực hiện theo phương châm cải cách thủ tục hành chính đạt hiệu quả, tạo diện mạo mới cho các phòng tiếp dân tại các đơn vị công an. Mô hình văn hóa giao thông với bình yên sông nước do Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Đường thủy Công an thành phố đảm nhận ngày càng phát huy hiệu quả, được nhân dân ghi nhận đánh giá cao. Ở đó, những cán bộ hội viên đã thể hiện những phẩm chất tốt đẹp, ân cần, tận tụy giúp đỡ nhân dân. Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Đường thủy chúng tôi đã tổ chức được nhiều buổi tuyên truyền về luật giao thông đường thủy nội địa, luật thủy sản, đồng thời cũng tuyên truyền về phong trào phòng chống đuối nước trẻ em cho các cái phương tiện đò ngang và bà con ngư dân sinh sống trên mặt nước. Đây là một hoạt động hết sức có ý nghĩa thiết thực, nâng cao được ý thức chấp hành pháp luật của bà con nhân dân, đồng thời cũng hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông đường thủy xảy ra. Bên cạnh đó, hàng năm, Hội Phụ nữ Công an thành phố tích cực tham gia nhiều hoạt động xã hội tình nghĩa, vận động cán bộ hội viên duy trì hiệu quả quỹ tình nghĩa, nhóm phụ nữ tiết kiệm. Qua đó, chia sẻ giúp đỡ các hội viên có hoàn cảnh khó khăn, các gia đình chính sách. Tích cực hưởng ứng phong trào xóa nhà tranh tre dột nát và xây nhà mái ấm tình thương tặng cho hội viên phụ nữ nghèo trên địa bàn thành phố. Trong 5 năm qua, Hội Phụ nữ Công an thành phố đã tham gia ủng hộ kinh phí xây dựng 32 ngôi nhà mái ấm tình thương, trao tặng 37 suất học bổng cho các trẻ em nghèo vượt khó, cùng nhiều suất quà tặng các phụ nữ, trẻ em nghèo, các hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn thành phố, với tổng kinh phí trên 1 tỷ 600 triệu đồng. Mẹ con tôi rất cảm ơn Hội Phụ nữ Phòng Cảnh sát Hình sự Công an thành phố đã xây dựng cho mẹ con tôi một ngôi nhà mới khang trang, sạch đẹp, là ngôi nhà mà mẹ con tôi mơ ước từ lâu.
Mặc dù công việc cơ quan hết sức bận rộn, nhưng các chị vẫn làm tròn vai trò trách nhiệm thiên chức của một người vợ, người mẹ, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, nuôi con khỏe, dạy con ngoan, xây dựng gia đình văn hóa theo 4 chuẩn mực: no ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc, xứng đáng là phụ nữ công an nhân dân, giỏi việc nước, đảm việc nhà. Trong các năm học vừa qua, đã có nhiều cháu là con cán bộ hội viên phụ nữ công an Hải Phòng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhiều cháu đã đoạt giải cao ở các kỳ thi học sinh giỏi cấp thành phố, quốc gia và quốc tế. 100% gia đình cán bộ hội viên phụ nữ công an Hải Phòng đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa tiêu biểu. Trong thời gian tới, các cấp hội phụ nữ công an Hải Phòng sẽ đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân, bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ do Bộ Công an phát động. Tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình, công trình phần việc do phụ nữ đảm nhận, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chuyên môn. Mỗi cán bộ hội viên phấn đấu làm nhiều việc tốt vì nhân dân phục vụ, xây dựng hình ảnh người phụ nữ công an Hải Phòng tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang, nhân văn. Qua phong trào thi đua, các cán bộ hội viên phụ nữ công an thành phố đã trưởng thành về mọi mặt. Nhiều đồng chí được bổ nhiệm giữ chức vụ lãnh đạo, chỉ huy các cấp trong lực lượng công an Hải Phòng. Rất nhiều đồng chí có thành tích xuất sắc trong công tác chuyên môn và công tác hội được các cấp biểu dương khen thưởng. Trong thời gian tới, Hội Phụ nữ Công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Phụ nữ Công an Hải Phòng học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, kỷ cương, sáng tạo, vì an ninh Tổ quốc, xây dựng gia đình hạnh phúc, gắn với tổ chức thực hiện cuộc vận động xây dựng phong cách người công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ, để phong trào thi đua ngày càng lan tỏa mạnh mẽ, tạo khí thế sôi nổi, cổ vũ cán bộ hội viên phụ nữ công an Hải Phòng phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần xây dựng lực lượng công an Hải Phòng trong sạch vững mạnh, đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chương trình truyền hình An ninh Hải Phòng tuần này của chúng tôi xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.